chào anh chị. Kênh điện tử Gia Phát đang giao kênh điện tử Sinh Năng cho tập đoàn Tân Lâm, một thương hiệu rất nổi tiếng trong lĩnh vực điều xuất khẩu anh chị ha. Và để cân những cái bao điều trên những cái pallet như thế này, và trọng lượng nó khoảng chừng vài trăm ký cho đến vài tấn, và có thể di chuyển cái cân nó nhiều vị trí khác nhau trong nhà xưởng, thì cái hình dáng cân điện tử Sinh Năng là một lựa chọn tối ưu nhất, gần như là vậy ha. Tại vì tập đoàn Tân Lâm có rất nhiều cân sàn rồi, nhưng mà nó không linh động được, không di chuyển được nhiều nơi, lúc đó phải dùng xe năng điện nâng những cái kiện hàng pallet này đến cái cân sàn đó, rồi cân xong thì di chuyển lại rất mất thời gian và công sức. Thì bây giờ tập đoàn Tân Lâm đã chọn mua cho mình một dòng cân điện tử xe nâng như thế này. Chúng ta nâng lên, chúng ta cân, chúng ta ghi nhận lại con số trọng lượng, rồi sau đó chúng ta hạ cái xe nâng xuống và chúng ta rút xe nâng ra và chúng ta di chuyển đến những cái pallet khác để chúng ta cân hàng. Như vậy nó tiết kiệm thời gian lắm anh chị ạ. Và đây chính là dòng cân xe nâng TBE mà tập đoàn Tân Lâm đã lựa chọn mua. Vì cái cân này nó có một màn hình LED đỏ rất là lớn, gần như lớn nhất của dòng cân giao vua, cho nên mình có thể đứng xa mà có thể ghi số được rõ ràng. Và cái tốc độ phản hồi của cái cân TBE này nó cao nữa, cho nên là khi mà anh chị nâng lên hạ xuống, trọng lượng thay đổi rất là nhanh để chúng ta bắt kịp được con số anh chị ha. Cái dòng cân này tối đa là 2 tấn anh chị ha. Ngoài ra thì cân điện tử Gia Phát còn phân phối rất là nhiều cái dòng cân xe nâng khác, ví dụ như là cái mẫu A12 này, thì so với dòng TBE thì dòng cân A12 này nó giá thành nó thấp hơn, tuy nhiên màn hình nó là chữ màu đen. Hoặc là dòng cân CVKI 31 ve kép của Yadaway Đài Loan này thì cũng là một sự lựa chọn tốt hơn nữa anh chị ha. Ngoài ra thì anh chị có thể chọn cái dòng cân D28NS của Nhật này, cũng là một dòng cân xe nâng phổ biến thị trường nữa. Và anh chị xem video clip này xong thì anh chị cảm thấy nó vừa ý, nó đúng với nhu cầu sử dụng của mình, thì anh chị có thể gọi nhanh đến số hotline 0909 899 833 hoặc là 0909 859 833, thì cân điện tử Gia Phát sẽ báo giá tốt nhất và giao cân nhanh nhất đến anh chị ạ. Xem xong video clip này mà anh chị thấy video clip này đã hữu ích thì anh chị đừng quên nhấn vào nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video clip này để nhận được những video clip mới nhất từ kênh Tử Gia Phát anh chị nha. Và cảm ơn anh chị rất nhiều đã dành thời gian xem trọn video clip này. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.